Bốn phẩm xương dương công đức. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, dù cho có xá lợi của Phật đầy khắp trong châu thiện bộ này đem làm một phần, biển chép pháp môn bát nhã và làm mật đa sâu xa làm một phần, trong hai phần ấy ông chọn phần nào? Trời Đế Thích Thừa: Bạch Thế Tôn, theo ý con nên chọn bát nhã và làm mật đa sâu xa. Vì sao? Vì con đối với xá lợi của Phật đều tin thọ cúng dường cung kính, nhưng thân và xá lợi của chư Phật đều nhân nơi pháp môn bát nhã và làm mật đa sâu xa mà sanh ra, cũng nhờ công đức oai lực của sự huân tu pháp môn bát nhã và làm mật đa sâu xa mà có. Vì vậy mới được tất cả thế gian, trời, người, Atula, vân vân cũng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đều đối với pháp môn bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác đều nhờ bát nhã ba la mật đa này mà được thông suốt, trần như pháp giới pháp tánh, và thật tế thành tựu pháp thân. Do chứng pháp thân nên mới gọi là Phật. Vì xá lợi của Phật nương vào pháp thân nên mới được thế gian cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn: Như con ở trong điện thiện pháp ngồi trên tòa thiên đế, trời 33, giảng thuyết chánh pháp cho các thiên chúng. Khi ấy có vô lượng chư thiên tử đi đến chỗ con lắng nghe nói pháp, cúng dường cung kính, đi quanh bên hữu rồi lui ra. Nếu khi con không ở pháp tòa ấy, thì các thiên tử cũng đến chỗ ấy, mặc dù không thấy con, nhưng họ vẫn xem như có con, đều cung kính cúng dường và nói: Chỗ này là tòa đế thích ngồi để thuyết pháp cho chư thiên, chúng ta nên xem như thiên chủ đang hiện diện. Rồi họ cúng dường đi quanh bền hữu lễ bái rồi lui ra. Bát nhã bà la mật đa sâu xa cũng là như vậy. Nếu có người biên chép thọ trì đọc tụng giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, thì nên biết chỗ ấy có vô lượng vô số trời rồng dược xa Atula vân vân ở cõi này, và vô biên thế giới ở mười phương khác đều đến nhóm họp. Nếu không có người thuyết pháp nhưng vì kính trọng pháp thì họ cũng đến chỗ đó cúng dường cung kính, đi quanh bền hữu rồi lui ra. Bạch Thế Tôn, bát nhã bà la mật đa sâu xa cùng với các hạnh của Đại Bồ Tát và trí nhất thiết trí của Phật đã chứng đắc, đều làm nhân duyên, làm chỗ nương dựa, có khả năng thấu đạt. Vì vậy nên còn nói: Dù cho xá lợi của Phật đầy khắp trong châu thiện bộ này đem làm một phần, biên chép pháp môn bát nhã bà la mật đa sâu xa lại là một phần, trong hai phần ấy con chọn lấy phần bát nhã bà la mật đa sâu xa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, hãy các việc xá lợi của Phật đầy khắp trong châu thiện bộ này đem làm một phần. Giả sử xá lợi của Phật đầy khắp bốn đại châu đem làm một phần, hoặc xá lợi của Phật đầy khắp tiểu thiên thế giới đem làm một phần, hoặc xá lợi của Phật đầy khắp trung thiên thế giới đem làm một phần, hoặc xá lợi của Phật đầy khắp đại thiên thế giới đem làm một phần, và có người biên chép pháp môn bát nhã bà la mật đa sâu xa đem làm một phần, thì trong hai phần này ý con sẽ chọn lấy phần bát nhã bà la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì đối với chỗ xá lợi của chư Phật con đều tin thọ cúng dường cung kính, nhưng pháp thân và xá lợi chư Phật đều do pháp môn bát nhã bà la mật đa sâu xa mà sanh ra, do công đức oai lực của pháp môn bát nhã bà la mật đa sâu xa đã huân tu nên mới được tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã bà la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì những người ấy ở đời sau chẳng đọa vào đường ác, xa lìa địa vị thanh văn và bậc độc giác, chẳng sợ tất cả tai họa tật dịch xâm hại. Như người mắc nợ sợ người chủ nợ, liền thân cận phụng thờ quốc vương, dựa vào thế lực của quốc vương mà khỏi lo sợ, vua dụ cho bát nhã và làm mật đa. Còn người mắc nợ kia dụ cho các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nương nhờ bát nhã và làm mật đa, xa lìa đường ác và các sự sợ hãi. Bạch Thế Tôn, ví như có người nương cậy nơi vua, được vua thu nhận mới được người đời cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Xá lợi của Phật cũng lại như vậy, do huân tu bát nhã bà la mật đa sâu xa nên được chư thiên, người Atula vân vân đều cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vua dụ cho bát nhã bà la mật đa, xá lợi của Phật dụ cho người nương cậy vào vua. Bạch Thế Tôn, chư Phật đã chứng được trí nhất thiết trí,
Cũng nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu, nên con chọn lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đủ đại thần lực, làm lợi ích cho hữu tình ở cõi Tam Thiên. Tùy ở chỗ nào đều có Phật làm các Phật sự, đó gọi là lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn ví như ngọc đại bảo thần châu vô giá, đầy đủ vô lượng các oai đức thắng diệu. Tùy ở chỗ nào có thần châu này, người và chẳng phải người đều không bị não hại. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào bị quỷ ám bắt, thân tâm khổ não, khi ấy có người cầm thần châu này cho xem nhỏ oai đức của thần châu, nên quỷ liền bỏ đi. Hoặc có người bị bệnh sốt, hoặc phong hoặc đàm, hoặc bị bệnh nóng do phong đàm hòa hợp gây ra bệnh. Nếu đem thần châu này buộc đeo nơi thân, thì các bệnh như vậy đều được dứt trừ. Thần châu này có khả năng soi sáng nơi tối tăm, mùa nóng có thể mát mẻ, mưa lạnh thì ấm áp. Tùy ở địa phương nào có thần châu này thì nơi ấy khí hậu điều hòa, không lạnh không nóng. Hoặc địa phương nào có thần châu này thì rắn bò cạp, các loại độc không dám đến ở. Nếu có nam tử hoặc nữ nhân bị trúng độc đau đớn, khó chịu, thì nên đem thần châu này đưa cho người bệnh xem, nhờ oai lực của thần châu làm cho chất độc bị tiêu diệt. Nếu thân thể của các hữu tình bị tật hủi, ghẻ dữ, ghẻ trùm bao, mắt mù lòa hoặc bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh yết hầu, bệnh thân, bệnh các lóng đốt, khi đeo thần châu này vào thì các bệnh đều được lành. Hoặc trong các ao, suối, giếng, vân vân, nước bị đục dơ hoặc sắp khô cạn, đem thần châu thả vào nước, liền ngập đầy, lắng trong thơm sạch, đủ tám thứ công đức. Nếu đem tấm vải xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, bích, lục, dệt thành các thứ màu sắc, gói thần châu này, để vào trong nước, thì nước sẽ biến đổi thành màu các thứ vải. Đại bảo thần châu vô giá như vậy, ai đức vô biên, nói không thể hết được. Nếu để thần châu trong dương hộp cũng làm cho những món đồ trong đó thành tựu đầy đủ vô lượng vô biên oai đức. Nếu dương tráp để trống do trước kia đã từng để thần châu nên đồ đạc trong hộp ấy vẫn được nhiều người ưa chuộng. Khi ấy Khánh Hỷ hỏi trời Đế Thích, thần châu như vậy chỉ ở cõi trời mới có hay là cõi người cũng có? Trời Đế Thích thưa, cõi người cõi trời đều có thần châu này. Nếu thần châu ở cõi người thì hình nó nhỏ mà nặng, còn ở cõi trời thì hình nó lớn mà nhẹ. Lại nữa, hạt châu ở cõi người hình tướng chẳng đầy đủ, châu ở cõi trời tướng nó tròn đầy. Thần châu cõi trời oai đức thù thắng vô lượng gấp bội hơn ở cõi người. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng là như vậy, làm căn bản cho các công đức hay diệt trừ vô lượng pháp ác bất thiện. Tùy ở chỗ nào cũng diệt trừ được thân tâm khổ não của các hữu tình. Người chẳng phải người đều chẳng làm hại được. Bạch Thế Tôn, Như Lai đã chứng được trí nhất thiết trí và vô lượng vô biên các công đức khác, đều do Đại Vương Thần Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đã diễn bày ra vô lượng vô biên oai đức sâu rộng. Xá lợi của Phật, nhờ đã huân tu các công đức nên các công đức này làm chỗ để nương tựa. Sau khi Phật Niết Bàn, đáng được lãnh thọ sự cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen của tất cả thế gian, trời người, Atula, v.v. Lại nữa, bạch Thế Tôn, hãy các việc xá lợi của Phật ở cõi Tam Thiên lại, giả sử xá lợi của Phật đầy hàng hà sa số thế giới khắp mười phương, đem làm một phần. Hoặc có người biên chép pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa làm một phần. Trong hai phần này, ý con chọn lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì con đối với xá lợi của Phật đều tin ưa cúng dường cung kính, như pháp thân chư Phật và xá lợi đều do pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa sanh ra. Đều nhờ công đức oai lực đã huân tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mới được tất cả thế gian, trời, người, Atula cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hay sanh ra trí nhất thiết trí của Như Lai. Trí nhất thiết trí mà Như Lai đã chứng đắc có thể sanh ra thân Phật và xá lợi. Vì vậy, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là cúng dường trí nhất thiết trí và xá lợi của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Lại nữa, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, muốn được thấy vô lượng vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương, thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích,
Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, đời quá khứ như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đời vị Lai như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Và đời hiện tại, tất cả như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong mười phương vô biên thế giới cũng đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, hiện chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này ta như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này mà cũng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trời Lý Thích Thưa: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này là Đại Ba La Mật Đa, là Vô Thượng Ba La Mật Đa, là Vô Đẳng Đẳng Ba La Mật Đa. Tất cả như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ Tát đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, biết được sự sai khác về tâm hành của các hữu tình. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát trong suốt thời gian tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể như thật biết tất cả sự sai khác về tâm hành của các hữu tình. Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát chỉ nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hay cũng nên hành năm Ba La Mật Đa kia nữa? Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát nên hành đủ 6 pháp Ba La Mật Đa, nhưng khi hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, quán các pháp, đều lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa làm đầu. Này Kiều Thi Ca, ví thân cảnh, hoa lá, quả trái của cây chuối trong châu thiện bộ, dù có nhiều thứ hình lại chẳng đồng, nhưng nó đều có khả năng che bóng mát như nhau, đầy đủ công đức lớn, được mọi người nương tựa. Cũng vậy, 6 pháp Ba La Mật Đa, mỗi pháp tuy đều có khác, nhưng nhờ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa hộ trì và hồi hướng trí nhất thiết trí, các tướng sai khác đều bất khả đắc, đầy đủ đại công đức được mọi người nương theo. Bấy giờ Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thành tựu công đức rộng lớn thù thắng, thành tựu tất cả công đức thù thắng, thành tựu viên mãn công đức thù thắng, thành tựu vô lượng công đức thù thắng, thành tựu vô biên công đức thù thắng, thành tựu vô số công đức thù thắng, thành tựu vô đẳng công đức thù thắng, thành tựu vô tận công đức thù thắng. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói.